Sáng ngày 19 tháng 1, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự và chủ trì lễ trao huy hiệu 85 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng dự có các đồng chí, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trung tướng Lê Quang Minh, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan đơn vị Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị. Đại tướng Nguyễn Quyết sinh ra tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Năm 17 tuổi, đồng chí tham gia cách mạng. Năm 18 tuổi, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 23 tuổi, trở thành bí thư thành ủy Hà Nội trực tiếp lãnh đạo nhân dân Hà Nội nổi dậy, tiến hành thành công tổng khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần rất quan trọng để cách mạng tháng 8 thành công và sự ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Với những thành tích cống hiến đặc biệt xuất sắc, đồng chí đã được Đảng, nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, hạng 3, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, hai Huân chương kháng chiến chống Pháp chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Quân kỳ quyết thắng huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế trao tặng. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng chí được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách quan trọng. Dù được giao nhiệm vụ gì và trong hoàn cảnh nào, đồng chí cũng đều quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn cam go ác liệt đồng chí luôn giữ vững và tỏa sáng phẩm chất trung kiên của người cộng sản phẩm chất bộ đội cụ hồ tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa đồng chí có nhiều đóng góp to lớn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc và sự lớn mạnh trưởng thành của tổng cục chính trị và quân đội nhân dân việt nam anh hùng Cán bộ đảng viên chiến sĩ của cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng và toàn quân nói chung xin hứa sẽ đoàn kết một lòng kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, con đường mà Đại tướng Nguyễn Quyết dành cả cuộc đời để chiến đấu, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Quyết bày tỏ niềm tự hào, vinh dự được nhận danh hiệu cao quý của Đảng đại tướng nguyễn quyết mong muốn mỗi cán bộ đảng viên hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết thống nhất để xây dựng đảng thực sự trong sạch vững mạnh xây dựng đất nước và quân đội nhân dân việt nam ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa